Em nhìn lại em xem, cứ khóc lóc như thế này ấy, có ra cái thể thống gì không? Tại ai? Tại ai? Mắt gắn ở trên mặt em ấy thì em đừng có đổ lỗi cho là tại ai cả. Em cứ thử nhìn lại đi, thiên hạ người ta chia tay nhau đầy ra như thế, có ai kém cỏi như em không? Uống gì chị pha? Cho em cốc nước cam ạ. Tôi không khóc nữa. Bây giờ em ngồi đây uống hết cốc nước này đi. Sau đó phải thật trấn tĩnh, yên lặng trong 5 phút. Anh ra ngoài nghỉ giải lao một chút, rồi mình lại vào việc tiếp. Em xin tự giới thiệu, em là Linh. Mọi người hay trêu em là bị thần kinh. Không quan trọng, em thấy em xinh là được. Em không muốn chị ấn tượng xấu với em nên em xin được đính chính lại. Em vẫn là Linh, vui tính và rất thông minh. Có thể hay nói linh tinh thì là tại em không hiểu kịp, chứ cũng không phải là em ngu đâu ạ. Chị có muốn đặt câu hỏi gì với em không ạ? Rất dễ thương, cảm ơn em. Chị sẽ hỏi với em sau nhé. Em thuốc. Anh xin phép. Bây giờ mời người cuối cùng, mời anh Phong. Tôi là Phong, trưởng nhóm kế hoạch du lịch. Xin hát. Ủa, sống lắm thế. Của em giỏi hơn. Xuất sắc anh ạ. Một bài giới thiệu quá xúc tích luôn. Đỉnh. Cảm ơn mọi người. Buổi đầu tiên đến đây thôi. Cũng đủ thời gian để em chúng ta hiểu qua về nhau. Anh gửi hòm thư giúp em nhé. Em ở phòng 805 ý. Em chào sếp. Chào mọi người. Em xin lỗi, em đến muộn do tắc đường ấy. Này, trông cái mặt này đúng kiểu hôm qua đi nhậu nhá. Hôm qua đi nhậu nào. Đừng có mặt lên. Có vẻ việc đến muộn ở chi nhánh chúng ta là khá quen thuộc nhỉ? Đây là một thói quen rất là xấu đấy. Tôi sẽ nghĩ ra một hình phạt kinh khủng khiếp. Như là chúng ta sẽ lập một quỹ ăn chơi, nếu ai đến muộn thì sẽ phải đóng tiền vào đấy. Mọi người thấy sao ạ? Chị Xuân ơi, nhưng mà lương ít lắm, phạt lấy đâu ra tiền? Thế thì đừng đi làm muộn nữa. Mọi người vào làm việc luôn nhá. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, để chị chỉ phòng cho em. Dạ. Sếp đi rồi, mọi người ăn đi chứ. Các bác ơi. Này. Sếp mới đấy à? Xinh xắn mà khét lẹt nhở. Em mới đi làm muộn có một xíu thôi mà phạt em đấy. Nhìn anh khét đâu mà khét. Trước khi chị đến ấy, sếp còn vẫn rất là nice nhở. Thật á? Từ khi chị đi muộn nên là mày phá tan hết bầu không khí rồi đấy. Này 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 này, tôi thấy sếp mới này là rắn mặt phết đấy, không đùa được đâu. Thôi, mọi người cố gắng bảo ban nhau mà làm việc nhá. Đi làm đi. Nhanh. Anh Phong. Còn ham ăn. Anh có vấn đề với sếp mới à? Vấn đề gì chứ, anh bình thường mà. Điêu, em thấy thái độ anh lạ lắm, chưa bao giờ anh thể hiện với ai như thế luôn. Mày làm như mày hiểu anh lắm á. Em không hiểu anh thì hiểu ai. Anh Phong, có thật là anh với sếp Yến không thù hằn gì nhau từ trước không? Anh đang sắp có thù quá với tụi em đây nè. Có chịu đi làm không? À. Đi làm nhanh lên. Đánh em.
Này. Lễ nhận chức xong chưa? Xong thì gọi cho anh nhá. Anh nhờ tới việc. Hiền ơi, anh mong mày hơn là mong mẹ đi chợ về luôn ý. Anh lại gặp sự cố rồi. Mày ra ngoài cứu giúp anh một phát. Như mọi lần đi nhá. Lại sự cố gì? Anh lại cãi nhau với ông đấy à? Không. Đây là việc riêng của anh cơ.